Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Radio Công giáo Truyền thông tin yêu. Mời quý vị và anh chị em đăng ký kênh Radio Công giáo để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn. Là bạn Chico với con quỷ Bà Bà Blue. Trích sách Lời hay ý đẹp của cha Pio, Boscan Catania, nhà xuất bản Mediaspole. Một linh mục như cha Pio được Chúa mặc định để thực hiện một công việc vô cùng cao cả, là làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các tâm hồn, thì cha không thể nào tránh được sự chống đối ráo riết của kẻ thù không đội trời chung của Chúa và của loài người, ma quỷ. Cha Pio đặt tên cho nó là Baba Blue. Ngay từ những bước đầu tiên trên con đường đi thánh thiện, cha đã phải chạm trán với nó, một cuộc chạm trán liên tục và đôi khi rất đáng sợ. Cha đương đầu với cuộc chiến này với rất nhiều hy sinh và phải chịu các di chứng thể lý, nhưng rồi cha luôn thắng. Sau đây là một vài câu chuyện của cuộc chiến giữa cha Pio và Satan. Con chó dữ tợn. Cái sự kiện sau được chính cha Pio kể lại trong một thư cha gửi cho bề trên thiêng liêng của mình, cha Agostino. Đó là thời kì tôi học triết ở San Elia Bianisi. Tôi ở phòng trước phía hành lang dẫn đến nhà thờ, ngang hốc tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm ngó xuống bàn thờ chính. Một đêm mùa hè, sau giờ kinh sáng, tôi mở vừa cửa lớn vừa cửa sổ vì trời quá nóng. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng động như phát ra ở phòng bên cạnh. Tôi tự hỏi, thầy Atanasio làm gì giờ này? Nghĩ rằng thầy thức đọc kinh, tôi bắt đầu lần chuối. Chúng tôi thường thách nhau xem ai cầu nguyện nhiều nhất và tôi không muốn bị thua. Nhưng những tiếng động này tiếp tục vang lên, càng lúc càng ồn và tôi muốn kêu thầy Atanasio. Lúc đó tôi ngửi thấy mùi diêm xinh thật nồng nặc. Tôi thò đầu ra cửa sổ để gọi thầy Atanasio. Cửa sổ hai phòng chúng tôi rất gần nhau, chúng tôi có thể cầm tay nhau dễ dàng. Thầy Atanasio, thầy Atanasio. Tôi gọi mà không ai trả lời. Không ai trả lời, tôi thụt đầu lại và kinh hoàng thấy một con chó lớn xuất hiện. Nó thè lưỡi phun khói. Tôi nằm nguyên vị trí. Tôi thấy con vật khủng khiếp đã nhảy lên mái nhà trước mặt rồi biến mất. Sáng hôm sau, cha Pio biết là thầy Atanasio không ở trong phòng đêm đó vì thầy vắng mặt ở tu viện. Rồi cha hỏi mọi người xem ai là chủ nhân của con chó, nhưng không ai biết. Lúc đó cha hiểu đó là con quỷ đội lốt chó. Và sự việc này cứ tiếp tục như thế, ngày và đêm, dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong các lần nó xuất hiện, con quỷ thường hiện ra dưới hình dáng ghê tởm, tụt tiểu, vô luân, xúc vật. Nhưng đôi khi nó cũng xuất hiện dưới hình thức thiên thần, Thánh Francisco, Đức Mẹ và Chúa Kitô. Cha Pio viết, con quỷ Babalu không muốn mình là người thua cuộc. Nó dùng mọi hình thức. Từ nhiều ngày nay, nó đến với tôi dưới dạng cảnh sát mang gậy gộc và các dụng cụ bằng sắt. Điều tệ nhất là dưới hình thức như người thật. Đêm hôm qua là đêm khủng khiếp nhất. Con quỷ này đập cửa liên tục từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng. Nó xúi tôi những chuyện ma quái, tư tưởng tuyệt vọng, mất tin tưởng vào Chúa. Tôi tưởng đêm nay là đêm cuối cùng của đời tôi hoặc tôi sẽ cuồng mất. Nhưng Chúa Giêsu chúc lành cho tôi, đã không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên vào khoảng 5 giờ sáng, con quỷ ra đi. Tôi cảm thấy lạnh toàn thân, lạnh từ đầu đến chân như cây sậy run rẩy trước gió. Tình trạng này kéo dài 2 ngày và tôi khạc ra máu.